Theo công an thành phố Hà Nội sáng ngày 3 tháng 7, công an thành phố nhận được tin báo một phụ nữ bị bán tại địa bàn quận Long Biên. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đã tử vong. Qua xác minh, danh tính nạn nhân là TQH, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định khoảng 19 giờ 30 phút ngày 2 tháng 7, chị Hát cùng một số bạn dự sinh nhật tại phương Bưởi, quận Tây Hồ. Đến khoảng 1 giờ ngày 3 tháng 7 cùng ngày, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại tổ 3 phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang, sinh năm 1994, trú tại Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam, cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị Hát đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng. Về đến nhà Sáng, Sáng và Quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bực tức rồi gọi cho Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, trú tại cửa đông Hoàn Kiếm, Hà Nội, dù đi đánh nhau với nhóm của chị Hát. Cả ba lên xe ô tô, mang theo súng, là kiểu súng bắn đạn bi quay lại quận Long Biên. Khi gặp nhóm chị Hát, Sáng bảo dừng lại nói chuyện nhưng nhóm chị Hát bỏ chạy. Sáng điều khiển xe ô tô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở chị Hát. Sáng dùng súng bắn về phía nhóm chị Hát. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 7, các đơn vị trong công an thành phố đã bắt giữ đối tượng Vũ Thành Quang tại Nam Định khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến 18 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2024, đối tượng Nguyễn Xuân Đạt đã đến phòng cảnh sát hình sự đầu thú. Hiện giám đốc công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra truy bắt đối tượng Đinh Xuân Sáng để làm rõ vụ việc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngày 5 tháng 7, công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Vũ Thành Quang, 30 tuổi, ở Hà Nội để điều tra về hành vi giết người, đồng thời tổ chức truy bắt Đinh Xuân Sáng, 40 tuổi và Nguyễn Xuân Đạt 33 tuổi, liên quan vụ án cô gái 22 tuổi bị sát hại tại Long Biên. Theo cơ quan chức năng, tối 2 tháng 7, chị T, Q, H, 22 tuổi, ở quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đến khoảng 1 giờ ngày 3 tháng 7, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang, Đinh Xuân Sáng cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang, Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị H đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng. Về đến nhà Sáng, Sáng và Quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bực tức rồi rủ Nguyễn Xuân Đạt rủ đi đánh nhau với nhóm của chị Hát. Cả ba lên ô tô, mang theo súng, kiểu súng bắn đạn bi, quay lại quận Long Biên. Khi gặp nhóm chị Hát, Sáng bảo dừng lại nói chuyện nhưng nhóm chị Hát, bỏ chạy. Sáng điều khiển ô tô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì dùng súng bắn về phía nhóm chị Hát. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Vụ việc khiến chị Hát tử vong vì trúng đạn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 7, các đơn vị trong công an thành phố đã bắt giữ Quang tại Nam Định khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Về sáng và đạt, công an thành phố Hà Nội cho biết hai đối tượng này đang bỏ trốn. Khi lần trốn, cả hai đi ô tô Hyundai Accent màu trắng biển khiển soát 90A18039. Nhà chức trách yêu cầu sáng và đạt ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, Cảnh sát đề nghị người dân cung cấp thông tin cho phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội qua số điện thoại 0983 304 879 hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Các trường hợp che giấu, bao che, không tố giác tội phạm, nhà chức trách cho biết sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hà Nội cho biết đang huy động lực lượng truy bắt đối tượng liên quan đến vụ thiếu nữ bị bắn dẫn tới tử vong vào dạng sáng ngày 3 tháng 7. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 2 tháng 7, tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, cô gái tên là Quy Hát, sinh năm 2002, trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đi dự sinh nhật bạn cùng bạn trai. Đến dạng sáng ngày 3 tháng 7, Hát bất ngờ bị một thanh niên trong nhóm được mời đến sinh nhật, dùng súng bắn vào chỗ hiểm dẫn tới tử vong. Nhà chức trách cho biết cô gái bị thương ở tay được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bước đầu nguyên nhân tử vong được cho là đạn bi chạy theo cơ bắp tay vào phổi. Kể lại thời điểm hát xin đi dự sinh nhật cho đến khi nhận tin con gái gặp nạn, bà quy là mẹ của nạn nhân vội gạt nước mắt chia sẻ. Tối hôm 3 tháng 7 hát có xin tôi đi dự sinh nhật một người bạn cùng người yêu nên tôi đồng ý. Tối muộn không thấy con gái về nên tôi có điện cho hát. Lúc đó con nói xin về muộn, tôi chần chừ một lúc rồi đồng ý và khuyên con về sớm. Sau đó tôi tắt máy đi ngủ. Khoảng hơn 5 giờ sáng cùng ngày, bà Quy nhận được tin là hát gặp nạn. Lúc đầu mọi người chỉ nói là con bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện. Đến nơi thì thấy chân tay con tím tái. Lúc đó tôi mới biết tin là con gái tôi không qua khỏi do bị trúng đạn. Bà Quy nghẹn lại. Theo dõi sự việc, luật sư Nguyễn Anh Thâm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định, tính mạng con người là điều cao quý nhất, mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh theo thông tin luật sư nắm được xuất phát từ mâu thuẫn tại bữa tiệc sinh nhật giữa bạn trai của nữ nạn nhân với một nhóm thanh niên khác hậu quả nạn nhân qh đã bị tử vong do viên đạn dạng bi sắt bắn vào vùng trọng yếu trên cơ thể xét hành vi phạm tội của đối tượng chỉ vì mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật hung thủ đã chuẩn bị đạn bi bắn trúng nạn nhân qh khiến thiếu nữ tử vong hành vi này đủ cấu thành tội giết người Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm n khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự. Ngoài ra cơ quan điều tra sẽ xem hành vi đối tượng sử dụng súng tự chế bắn đạn bi sắt. Đây là loại vũ khí rất nguy hiểm tính mạng khi bắn ở cự ly khoảng cách gần. Luật sư cho hay nếu kết quả giám định đạn bi sắt trên cơ thể của nạn nhân được bắn ra từ loại vũ khí tự chế có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng thì đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ vũ khí quân dụng theo quy định tại điều 304 Bộ luật hình sự. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, chủ công là đội điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên cùng các đơn vị nghiệp vụ thì đối tượng gây án nhất định sẽ phải quy án xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật vì sự bình yên của thủ đô Hà Nội. Ngày 4 tháng 7, nhiều người dân ở phố Hàng Mã, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đau xót khi hay tin cô gái TQH 22 tuổi bị sát hại bằng súng. Theo tìm hiểu, TQH cùng mẹ và anh trai sinh sống rất chan hòa ở khu phố Hàng Mã nên được hàng xóm yêu quý. Nén nỗi đau mất con, bà TTQ, mẹ cô gái 22 tuổi ngậm ngùi, con gái rất ngoan và rất ít khi đi chơi về muộn. Bà TTQ kể, tối hôm xảy ra vụ việc, TQH xin đi dự sinh nhật bạn cùng với người yêu. Bà TTQ nhớ lại, tối muộn chưa thấy con về nên tôi có gọi điện, ở đầu dây bên kia con xin phép về muộn. Lúc đó tôi chần chừ rồi cũng đồng ý, nhưng vẫn nhắc là nhanh nhanh rồi về, sau đó tôi tắt máy đi ngủ. Bà Tê Tê Quy nghẹn giọng. Hơn 5 giờ ngày 3 tháng 7, tôi nhận được tin là con gái gặp nạn. Lúc đầu mọi người chỉ nói là con bị tai nạn. Tức tốc đến bệnh viện, tôi thấy chân tay con tím tái và được mọi người cho biết là Hát không qua khỏi. Ngồi cạnh mẹ, anh TV là anh trai của Hát vẫn cố nén nỗi đau trước sự ra đi đột ngột của em gái. Anh TV kể, tối ngày 2 tháng 7 tôi xem bóng đá nên đến gần sáng mới ngủ, vừa chờ mắt được một lúc thì nghe thấy có chuông điện thoại. Nghe máy thì biết tin em gặp nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện. Nhận được tin, người anh tức tốc đến bệnh viện. Biết tin em gái không qua khỏi, anh TV đã quỵ luôn tại chỗ. Trước sự việc đau lòng ập đến bất ngờ, bà Tê Tê Quy mong cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chiều ngày 4 tháng 7, lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan này đã huy động lực lượng truy bắt đối tượng liên quan đến vụ hot cơn tử vong, nghi bị bắn. Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cũng cho biết cơ quan này đang phối hợp với công an cung cấp, điều tra làm rõ vụ án. Theo vị lãnh đạo, báo cáo nhanh cho thấy nạn nhân bị bắn vào chỗ hiểm và dẫn tới tử vong, chưa xác định nghi phạm dùng loại súng gì. Theo người thân, nạn nhân tên là Quy Hát, 22 tuổi, chú quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Vụ việc xảy ra tại quận Long Biên vào dạng sáng ngày 3 tháng 7. Thời điểm đó, Hát cùng với bạn bè đến dự sinh nhật của một người bạn. Tại bữa tiệc, bạn của Hát có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác. Khi nhóm kia rời đi, nhóm của Hát vẫn ngồi lại và tưởng như mọi chuyện đã êm xuôi. Tuy nhiên khi ra về, Hát bất ngờ bị trúng đạn, bị thương nặng. Cô gái được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hát bị bắn vào vùng ngực, xuyên phổi, các bác sĩ gắp ra một viên đạn bi sắt, người thân của nạn nhân cho hay. Công an thành phố Hà Nội đang truy bắt nghi phạm. Ngày 1 tháng 7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp Công an huyện Bù Đăng điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại thôn 2 xã Đức Liễu khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 30 tháng 6, sau khi nhậu xong tại một quán karaoke trên địa bàn xã Đức Liễu, Nguyễn Văn Ninh, 32 tuổi, huyện Đồng Phú, Bình Phước, cùng Lê Trọng Thuận, 32 tuổi, huyện Bù Đăng, đi đến một vựa sầu riêng tại Thôn Hải, xã Đức Liễu để gây sự quấy phá. Sau khi bị những nhân viên làm việc trong vựa sầu riêng đuổi ra ngoài, Ninh và Thuận được một số người bạn đưa về nhà. Tuy nhiên, tới 20 giờ 30 cùng ngày, Ninh mang theo một con dao tiếp tục tìm đến vựa sầu riêng để đánh người. Khi vừa tới trước cửa, thấy anh Trịnh Minh Tuấn vừa làm việc xong, đang từ trong vựa đi ra. Ninh liền lao đến dùng dao đâm vào người khiến anh Tuấn gục ngã tại chỗ. Nạn nhân Tuấn tử vong sau khi được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Riêng Nguyễn Văn Ninh sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Như đã đưa tin vào ngày 29 tháng 6 trên địa bàn khu dân cư Tống Buồng, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, xảy ra vụ án nghiêm trọng khi đối tượng Trần Văn Dương dùng hung khí chém ba người khiến hai người bị thương và một nạn nhân tử vong. Liên quan đến vụ án mạng nói trên, đại diện công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ Trần Văn Dương, sinh năm 1985, trú tại khu dân cư Sơn Khê, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn là đối tượng gây ra vụ trọng án làm ba người thương vong. Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng, Trần Văn Dương nghi ngờ vợ mình là chị GTH có quan hệ bất chính với anh NPD sinh năm 1985 và NVH sinh năm 1985 cùng trú tại khu dân cư Tống Buồng, Phường Thái Thịnh. Vào sáng ngày 29 tháng 6, khi phát hiện vợ cho một nhà nghỉ ở thị trấn Núi Đẻo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Dương đã mang theo không khí đến địa điểm trên. Quá trình gặp chị Hát, Dương đã đánh, gây thương tích cho vợ. Sau đó, đối tượng mang theo không khí tìm gặp bố mẹ của anh NPD là ông NTP và bà PTK, cùng sinh năm 1961, trú tại khu dân cư Tống Buồng, phường Thái Thịnh khi gặp bố mẹ anh đê đối tượng trần văn dương đã dùng hung khí mang theo bất ngờ sát hại khiến bà ptk tử vong tại nhà còn ông ntp bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu sau đó đối tượng tiếp tục tìm tới nhà anh nvh chém gây thương tích cho nạn nhân gây án xong dương bỏ chạy đến khu dân cư sơn khê cùng phường thái thịnh thì bị lực lượng chức năng địa phương phát hiện bắt giữ và thu giữ phương tiện gây án nhận được tin báo cơ quan chức năng thị xã kinh môn và đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hải dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc tiến hành công tác khám nghiệm lấy lời khai của những người liên quan sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh hải dương tiếp tục điều tra làm rõ